Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu một mẫu xe đạp mà Mountain Bike mới về bên em, cấu hình rất là khủng. Và xe có mang thương hiệu Kubi đến từ thương hiệu Đức. Vâng, xe có màu đen sần và đen nhám. Và cái màu đen này rất là khỏe xe quá nhá. Đây cũng là một cái mẫu xe lần đầu tiên về bên em. Rất là độc. Và cấu hình rất là khủng, đồ DOD, sóc hơi, có khóa hành trình giảm sóc trên tay, xe mang thương hiệu của Đức. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, trên màn hình các bác, đây là em đang tra mã số của dòng xe. Các bác chỉ lên Google gõ MTB Kubi, tức là sẽ ra một cái website chính hãng của dòng xe Kubi đấy các bác nhá. Đây, các bác kéo xuống và vào website kubi.eu. Vâng, và đây là thương hiệu của dòng xe Đức, đây là lá cờ Đức. Và đây là website chính hãng của dòng Mountain Bike của Kubi. Đấy. Đây là những dòng xe địa hình đồi núi đổ đèo. Các cái mẫu xe của dòng Kubi các đời series khác nhau. Thì một trong những cái series của bên em về thì đó là mẫu series Kubi LTD, series Mountain Bike. Đây có thể thấy rõ. Thì bác vào trong các khác, bác kích vào bên dưới đây. Vâng, thì xe em là màu xanh xanh đen. Đây là màu bên đấy là màu xanh xanh đỏ. Thì bên thị trường bên kia Mountain Bike con mẫu Kubi LTD là năm 2017 có giá dao động từ 980 đến 1000 euro. Đây là mẫu show, tức là mẫu bán ở bên trong website nước ngoài. Có tất cả thông số của dòng xe bên dưới đây. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng mẫu xe Kubi rồi. À vâng, thì em vừa với cho các bác xem về cái mẫu Mountain Bike Kubi. Về đầu mẫu, đây là một mẫu xe về đầu tiên bên em mang thương hiệu của Đức. Và cũng là một mẫu xe năm model 2017 mới nhất. Đây là một mẫu đen sần không nhá. Đen sần, nhôm đen sần. Đây. Các bác có thể thấy rõ đây là những cái lớp sần nhôm phôi trên xe. Đấy, rất là cao cấp không nhá. Đây là một trong những hầu nhất những cái dòng xe cao cấp thì đều được sơn những lớp đen sần này. Rất là khỏe và mạnh mẽ nam tính. Đây cũng là một mẫu xe của hãng đầu tiên vừa về bên em. Kubi model LTD series. Xe làm từ hợp kim nhôm. Siêu nhẹ của dòng Mountain Bike, rất là cứng cáp. Đây là một mẫu xe địa hình đồi núi đổ đèo. Các em bác vừa em được cho bác xem rồi đấy. Mẫu Kubi LTD. LTD series đây, Mountain Bike. Xe còn rất là mới không nhá. Em đánh giá tổng thể xe còn trên 90%. Đây là một thương hiệu xe của Đức. Mang thương hiệu của Đức. Cái màu đen nhám này là bên em rất là hiếm về nhá. Cái màu đen sần nhám rất là hiếm. Hiếm có một chiếc xe mà bên em về cái màu đen sần nhám như vậy. Rất là nam tính và khỏe. Và xe cổ vốt ghi đông của X-Reader, cổ vốt thương hiệu của Mỹ. Và một trong những thương hiệu dòng ghi đông cổ vốt rất là tên tuổi rồi. Tay lắm cao su đúc và tay lắm sừng trâu có cái bên hai bên sừng hai bên này đây. Giúp các bác đi có thể thả lỏng tay và để bên tay này giúp cho tư thế ngồi thoải mái hơn. Và xe rất là cao cấp nhá, trang bị với cấu hình Shimano DOD. Ừ, thì các biết thì dòng touring hoặc địa hình thì đồ DOD là gần như là trùm cuối của dòng địa hình đồi núi rồi. Trên Alivio, Antut và trên Acera, Tulay. Và đặc biệt là trên xe có ra khóa hành trình giảm sóc trên tay. Thì những cái video em review em nói qua về những video trước. Thì những cái dòng xe cao cấp ở thời điểm hiện tại thì đều có trang bị một chiếc quá trình giảm sóc trên tay. Đây các bạn thấy đây, đóng mở sóc. Đóng mở sóc vào trên tay rất là dễ dàng sử dụng, rất là cao cấp các bác nhá. Xe đánh giá là rất là đẹp, còn trên 90%, đồ rất là khủng. Và bên phải em cũng là đồ chính hãng của Shimano DOD.
hay lắm cao su đúc, bản to, tầm rất là dày và chắc tay. Màu đen sừng, đen nhám lắm nhá. Và một điều đặc biệt nữa là xe được trang bị với cặp giảm xóc hơi rất là cao cấp, xóc hơi đây rất là an toàn đó nhá, xóc hơi. Vâng, xe được trang bị với cặp vành nguyên cặp bạc đạn hơi cối lổ của chính hãng Lovatec. Nguyên bản theo xe. Và đây cặp vành Leopard, Mayer thì Mayer của Lovatec, còn cặp vành Leopard chú báo. Và đây cũng là cặp vành của dòng thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng rồi, rất là cao cấp. Đây website của chính hãng của cặp vành Leopard đây, các bác thì lên trên mạng tham khảo thêm. Và trước đây em đã có giới thiệu qua về những cái dòng của dòng xe mà mang thương hiệu Leopard rồi, rất là cao cấp. Xe là xe rất là cấu hình rất là khủng đó nhá, trang bị với cặp lốp Michelin đây. Các bác biết thì những dòng xe lốp Michelin là một thương hiệu lớn về những sản xuất lốp xe ô tô và xe máy rồi. Đây là một mẫu dòng xe địa hình đổ đèo rất là chắc chắn, lốp còn rất là mới không nhá, lốp xe đây còn rất là gai, lốp vẫn còn dày nữa, tức là xe rất là ít sử dụng vẫn còn nguyên. Hầu hết là dòng xe này được trang bị về chủ cũ nâng cấp thêm mới rất là đồ đạc rất là khủng. Vâng, đây là một mẫu đen sần đen nhám đây, model Coupe LTD Series. Bác lên trên mạng để tham khảo thêm về mẫu xe cao cấp mang thương hiệu của Đức này. Xe đánh giá còn rất là mới nhá, trên 90%. Cổ yên X-Raider Hightech, tức là dòng cao cấp của dòng X-Raider. Yên xe có chính hãng, còn rất là mới không nhá. Thì đằng sau của lóa thông xe đây, xe được làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061. Thì các bác biết thì những cái dòng xe nhôm siêu nhẹ thì trong đó có một dòng xe nhôm 6061, một trong những cái dòng xe cao cấp để sử dụng thương hiệu lớn về dòng đặc quyền của dòng nhôm. Xe được trang bị với cặp đùi đĩa trục rỗng rất là khủng nhá, đồ điêu rê Shimano điêu rê. Gạt đĩa chính hãng của Deore, Shimano Deore. Đây là một trong những dòng xe cao cấp nhất tại hiện tại mà bên em mới về. Cũng là một mẫu đầu tiên của dòng Kobe, thương hiệu của Đức. Trang bị với phủ đề Shimano Deore. Trang bị với 10 tầng lip, còn rất là mới luôn nhá. Lip và xích còn rất là mới. Đây là 10 tầng lip và 3 tầng đĩa cho chủ tầm của xe 30 tốc độ. Và gần như cái dòng xe địa hình đồi núi là gần như là full của cấu hình xe rồi. Đằng sau xe thì trang bị với cặp vành cối lổ bạc đạn của chính hãng Lovatec Shimano, rất là cao cấp các bác nhá. 10 tầng lip. Vâng, xe cũng được trang bị với cặp vành của Leopard thương hiệu báo Mỹ mà trước đây em có review qua dòng xe carbon trước, rất là cao cấp, được người chủ cũ nâng cấp thêm. Lốp đằng sau cũng là lốp của Michelin. Lốp Michelin chính hãng nguyên bản, rất là cao cấp, rất là mới. Đây lớp phần sau đây có thể thấy rõ phanh dầu cũng của Shimano Deore. Và đây em sẽ đo thông số size của xe 46. Vâng, xe có thông số size đứng là 46, tích hợp với các bác nào từ 1m6 đến 1m7.
Vâng. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với cặp Mayer tối lỗ bạc đạn của Lovatec, rất là to đó nhá, tiêu rất là to. Trang bị với 10 tầng lip DOD chính hãng, đơn lip đây, chuyển động rất là mượt, xích lip còn rất là mới luôn nhá. Đây là một mẫu xe cao cấp nhất tại hiện tại là bên em mới về, mang thương hiệu Đức, Ubi, LTD Sodi, đúng lip. Và bên ngoài là 3 tầng đĩa đây. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Chuyển động rất là mượt mà và hầu như không một lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Xe được trang bị với cấu hình rất là khủng khó nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mountain bike địa hình Ubi mang thương hiệu của Đức, Seri LTD phiên bản mẫu màu với màu đen sần hay gọi là đen nhám, rất là cao cấp, làm hợp kim nhôm siêu nhẹ 6061. Xe được trang bị với cấu hình rất là khủng, đồ DOD, cặp may cối lỗ bạc đạn của thương hiệu Novatec, bùi đế thủng rỗng DOD và cặp giảm sóc hơi hóa nhiệt góc chân tay, rất là nhiều đồ nâng cấp thêm của dòng xe Kubi. Và xe có giá rất tốt bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm trên xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.